thật rất là đẹp á. Phải, đi dạo trong rừng khiến ta trẻ đi vài trăm tuổi đó. Tí ông ơi, mấy vòng tròn kỳ cục này là gì? Là vòng gỗ của cây đó, Tí Lượng Đường. Một vòng tròn tượng trưng cho một năm tuổi của cây. Dạ thưa Tí ông, chắc cái cây này còn già hơn cả ông nữa. Không hẳn như vậy đâu. Nhưng nhìn nè, dòng gỗ này được hình thành khi tí ông bằng tuổi các con bây giờ đó. Xì trông ai? Xì trông sao? Thiệt là hên không thể tả. Chưa biết là xui hay hên à. Im lặng đi theo ta. Tí ông ơi, cho con hỏi, chắc chắn cây này đã trải nghiệm rất nhiều ha? Ta xì trông chắc chắn như vậy. Cũng giống hệt như cây sồi lớn, nó sẽ cho ta biết nhiều điều nếu nó có thể nói. Lúc này ta chắc rằng nó sẽ nói. Các người sắp tiêu rồi. Bên này các xì trông nhi, ta sẽ tóm gọn nó. Đẹp mặt chưa kìa. Nhanh lên, nhanh lên. Không sao, như vậy gọi là hên á hả? Ta căm thù lũ sinh vật màu xanh đó. Có điều tên xì trung già đó đã nói một điều khá thú vị. Nếu cây sồi lớn biết nói, nó sẽ cho ta biết làng xì trung nằm ở đâu. Một cái cây thì làm sao mà biết nói chuyện được chứ? Nhất định là sẽ có cách. Xin lỗi vì xì trung nhiều rắc rối cho người mẹ thiên nhiên, nhưng mà tôi muốn đi xem những bé đại bàng có khỏe mạnh hay không. Ta không cảm thấy phiền hà gì đâu Tí Vua à. Thỉnh thoảng ta cũng muốn đi dạo một vòng trên núi mà. Cuối cùng thì chúng cũng đi. Thứ nguyên liệu bí mật mà ta cần chỉ còn cách vài bước chân. Trời ơi, biết cái nào mà tìm bây giờ. Thứ chúng ta cần chính là lọ thuốc màu xanh lá cây này. Thấy không, thuốc tăng lực dành cho cây. Chỉ cần trộn nó vào hỗn hợp của ta, cây sồi lớn sẽ lập tức trở thành một gã nhiều chuyện to xác. Xì trâm ơi, bình minh hôm nay thiệt là xì trâm quá. Phải đó, một ngày thích hợp để hoạt động ngoài trời. Vào rừng với mình không tí dụng về, cậu có thể giúp mình thu thập lá thông để trang trí với qua. Xì trâm ơi, chắc sẽ xì trâm lắm. Tí Thiên Nhiên ơi, phụ bọn mình treo cái xích đu mới lên nha. Xin lỗi nha, mình với Tí Ông phải đi hái quả sồi để Tí tham ăn làm salad rồi. Tí Ông ơi, chờ con với. Xì trâm tôi ơi, cái gì vậy? Đây chính là thiết bị hái quả sồi tự động của con. Nó sẽ giúp cho công việc dễ dàng hơn đó. Ta nghi lắm. Nào, ta sẽ khiến cây sồi này phải mở miệng. Tôi đang ở đâu vậy? Trời ơi, không hiểu rồi. Đúng vậy. Đừng có đứng yên ở đó, cây sồi già kia. Cho ta biết bọn xì trung nó đang ở đâu vậy hả? Tôi không biết nữa. Ý trời ơi, tôi đang nói chuyện sao lại như vậy? Là nhờ ta đó, nói mau, làng xì trâm ở đâu? Tôi thật sự không biết mà. Họ tới thăm tôi chứ tôi đâu có thăm họ. Ta đã đoán trước ngươi là một cây sồi cứng đầu mà. Nào, có ngoan ngoãn khai ra không thì bảo. Ông cả gan dám đe dọa tôi sao? Nói mau, nếu không ta sẽ biến ngươi thành tâm xỉa răng. Gã loại người xấu xa kia, phải cho ngươi một bài học mới được. Mau đừng có đây tôi. Quay lại đây. Trời ơi, mình đi được. Mình nhảy được luôn. Mình được tự do rồi. Coi bộ cái cây đó không phải là đối tượng để kiếm chuyện đâu á nha. Chắc chắn phải có một cái cây đáng ghét biết đường đến làng xì trâm. Ta phải tìm ra cái cây đó dù cho có phải phun thuốc khắp khu rừng này. Chúng ta sắp tới rồi đó Tí Ông ơi. Ồ phải, vào thời điểm này trong năm chắc chắn cây sồi lớn đang ra rất nhiều quả. Nè, đi chậm chậm lại một chút rồi. Tí Ông ơi, nhanh lên. Nhìn nè, cây sồi lớn mất tiêu rồi. Ôi xì trâm ơi. Chẳng lẽ nó đã đứng dậy và xì trâm chỗ khác sao ta? Chà, ta chưa từng thấy dấu chân nào như vậy. Phải tìm xem nó dẫn tới đâu. Nhanh lên Ruffle, nhanh lên. Tôi đang đạp nhanh hết mức có thể rồi nè. Đừng có chậm lại đó. Ta muốn thuốc của ta phải bay tới tận ngóc ngách nhỏ nhất của khu rừng. Thêm một lá nè Tí Dụng về. Để mình cho Tí Cô Nương, mình sẽ hứng được mà. Mấy cái lá này không được đẹp cho lắm. Chắc tụi mình phải đi tìm cái khác thôi.
cái gì? Chịu không nổi hết trời. Cô lây quay suốt cả buổi sáng dịch lá tìm sâu người ta, bây giờ lại chê chúng không đẹp hả? Bóng xuống đây. Thì Trâm ơi, tí cô nữa, có chuyện gì xảy ra vậy? Mau biến khỏi mắt ta, ai sinh nhật thiếu lễ độ kia. Nhanh lên, mau quay về làng thôi. Tuyệt cứu mèo, cái xích đu này vui quá. Cái nào tí nóng nảy, phải cho tụi mình chơi nữa chứ. Thì Trâm ơi, cái này là gì? Ê, ai ngồi trên cành của ta vậy? Không thể nào thì Trâm được, cây có mắt mũi miệng kìa. Mau biến đi cho khuất mắt của ta. Nè, ông làm hư cái nhà cây của tụi này. Còn không chịu biến đi nữa hả? Mình chưa thấy cái cây nào nóng nảy như vậy. Xì Trâm ơi, cây sồi biết nói. Sao nói được ta? Có người đã cho tôi năng lực này đó. Là người nào? Một người đàn ông xấu xa. Hắn ta đang muốn tìm các bạn đó. Lão Ramon. Các bạn tới đây thật là đúng lúc. Tôi đang muốn tìm vài người bạn để cùng đi chu du đây. Làm ơn đi ông sồi ơi, ông phải quay trở lại chỗ của mình ở trong khu rừng. Ồ, thằng bé nói đúng á. Mọi sinh vật sống đều có nhà của mình mà. Nhưng mà tôi thích tự do, thích đi khắp mọi nơi. Và nói thiệt là tôi cũng thích giọng hát rất là trong trẻo của mình nữa. Tuyệt vời quá, các bạn đều có thể nói chuyện được. Tất cả hãy bứng rễ của mình lên và đi khắp thế giới. Chúng ta có nhiều nơi phải đi, còn nhiều thứ phải thấy. Đi theo tôi. Chuyện này không hay một chút nào. Chúng ta phải quay về làng báo với các xì trâm khác. Ôi xì trâm ơi, mình không thể tin được. Tất cả cây cối đang bỏ đi. Cuộc sống thiếu cây xanh chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp. Nên đi tí cô nương, ta sẵn lòng giúp các ngươi quên đi phiền muộn mà. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn ta tưởng. Không có cây cối, các ngươi không có chỗ nào để trốn được. Ấy chà. Xì Trâm ơi, giá mà có bóng cây thì đỡ biết mấy. Tí ông ơi, có ai đang tối kìa. Nhanh lên chó con, trốn đằng sau tảng đá. Ta nên chế biến bọn chúng như thế nào đây hả Trouble? Nướng than hay hầm nhừ hay là làm món gỏi xì trong đây? Ơi không, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải tìm cây sồi lớn, đó là hy vọng duy nhất. Ôi trời ơi, rễ của tôi đã hỏng chết rồi đây. Tôi cũng vậy, nghỉ mệt một chút được không vậy? Được rồi anh Liễu, đừng có sụt sùi nữa. Nghỉ ngơi một chút để lấy sức cũng tốt mà. Cây sồi lớn à, đợi đã. Xì Trâm đang gặp nguy hiểm, người phải giúp bọn ta. Sao bọn tôi phải giúp chứ? Mấy người có làm được gì cho chúng tôi đâu, chỉ tại biết hái lá không à. Ăn quả của tôi nữa. Dùng gỗ của tôi. Tôi rất thông cảm với khó khăn của các bạn, nhưng cây cối chúng tôi cũng có cuộc sống riêng. Các người sẽ không có sự sống như bây giờ nếu không có ta. Ý ông là sao? Ta chính là Xì Trâm đã gieo hạt và nhung trồng ngươi cái cây ngốc kia. Là ông sao? Tôi hoàn toàn không biết. Hắn ta không phải là cái cây duy nhất ta Xì Trâm và chăm sóc. Xì Trâm luôn là bạn của các ông. Bây giờ chúng tôi cần các ông giúp hơn bao giờ hết á. Đúng, nhưng chúng tôi có thể làm được gì? Trời ơi, cái tên đầu đất kia là cái gì vậy? Đó là cái ghế mà ta thích nhất. Thì tại ông kêu tôi nhóm lửa để nấu bọn Xì Trâm mà. Nhưng trong rừng không còn cây nên không tìm được củi nữa. Có lẽ để có được bữa ăn thế kỷ chúng ta cần phải trả một cái giá. Nào, đứa nào sẽ làm món khai vị? Tên nhóc tì đó nhìn có vẻ ngon miệng quá đó nha. Lão cảm ơn. Ai vậy ta? Chắc là ông không muốn biết đâu. Ủa, các ngươi đã bị bao vây, mau thả các Xì Trâm ra ngay lập tức. Nhanh lên khóa cửa lại. Không. Bác Hồ, các bạn cây. Cảm ơn các bạn.
trời, có vẻ tình huống kích động vừa rồi đã khiến tôi kiệt sức. Thật ra thì không ai trong chúng ta cảm thấy khỏe hết đâu. Không phải tại sự kích động đâu. Khi rễ của các ngươi rời khỏi lòng đất, các ngươi sẽ mất chất dinh dưỡng. Nếu không mau quay trở về rừng, các ngươi sẽ tiêu đời. Còn thấy đó, tất cả cây cối đã quay về, nhưng họ không đủ sức để đâm rễ xuống đất nữa. Thật may là ngài đã đi gọi chúng con tí ông à. Phải, cây cối tội nghiệp của ta đang đói khát, ta phải biến chúng trở lại trạng thái ban đầu thôi. Vậy tức là chúng tôi sẽ không thể nói chuyện được sao? Ta rất tiếc, đây là cách duy nhất. Ông nói đúng tí ông, đây là nhà của tôi trong lòng đất này. Hãy thường xuyên tới thăm tôi nha các bạn xì trâm. Dù tôi không thể nói, nhưng tôi thích các bạn ở bên cạnh. Ta có một chút buồn khi thấy chúng như vậy, nhưng mà thật mừng vì khu rừng đã trở lại. Con chỉ có thể nói rằng cây cối phải biết ơn vì có xì chung chúng ta bầu bạn, đặc biệt là một xì chung như con với trí thông minh siêu phàm. Ê, ai ném mấy quả xoài vậy hả? Ông cũng không biết nữa. Những bụi dâu xì trong nẻ chắc chắn sẽ dụ được vài tên tiểu yêu màu xanh khờ khạo, phải không Ara? Sau đó những cái bẫy siêu nhạy của ta sẽ lo phần còn lại. Thì thấy rồi Ara, lần này ta chắc chắn sẽ có món xì trung để ăn khuya. Ông làm gì biết xì trung có vị như thế nào hả Gầm Ên? Ông có bao giờ giữ được bọn chúng đủ lâu để đếm thử đâu chứ. Tập trung cái đầu đất của ngươi vào các câu thần chú đi sút bồ. À, đây chỉ là trò con nít thôi, không phải thuật giả kim, không phải thuật chữa lành. Đây là câu thần chú giúp chúng ta trồng củ hành. Nè, đừng có sụt sùi nữa. Đưa sách cho ta. Lẽ ra ngươi phải biến ra một vườn quả mọng xì trung chứ, không phải biến ra củ hành. Alakazo, Alakazam, ta ra lệnh cho những củ hành này biến mất. Trời ơi, ông giỏi thiệt đó Gầm Ên ơi. Dĩ nhiên rồi, với một phù thủy được đào tạo bài bản như ta hả, phép thuật là trò chơi. Ê, ồ. Sao còn đứng đó? Thả ta xuống, bọn xì trung có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Xì trung ơi, chắc con dắt mày đi dạo là bài thể dục tao yêu thích nhất á. Gì vậy chắc con? Là có đồ ăn hả? Xì chum ơi, chó con, có một bụi quả mọng xì chum đằng kia kìa, chúng ta ăn nhẹ nha. Hình như ta đã bắt được mẻ xì chum đầu tiên đó. Là lão Gầm Ơn, trốn đi chó con. Vậy là trưa nay ta có món xì chum hầm nhừ rồi. Vậy là trưa nay có món xì chum hầm rồi. Tôi là tôi thấy giống món gà dồi hơn rồi. Ta không muốn bắt chim, ta muốn bắt xì trùm. Đi đi, mau biến khỏi đây. Đi, mau biến khỏi đây. Cảm ơn nha Gà Mên. Vậy là trưa nay không có muốn chim nhiều chuyện rồi á. An toàn ơi, bạn chim nhỏ ơi. Xì trùm ơi, cánh của bạn đã bị thương. Xì trùm ơi, cánh của bạn đã bị thương rồi. Xì chum ơi, chó con, hình như con chim này biết nói á. Nè mọi người ơi, xem mình tìm được gì nè. Nè mọi người ơi, xem mình tìm được gì nè. Xì chum quá đi anh Tí Dụng về, một con chim biết nói. Vì nó là một chú chim mina tí sắc sược, nó lặp lại những gì nó nghe thấy. Những gì nó nghe thấy. Anh bạn nhỏ này đã cứu con khỏi một cái bẫy của lão Gà Mên đó Tí Vua. Từ giờ con sẽ xì chum nó đàng hoàng ha. Nhưng trước hết ta phải xem qua cánh của nó. Ta phải xem qua cánh của nó. Dây đeo này sẽ giúp cánh của nó mau bình phục. Xì chum ơi, cảm ơn ngài nhiều nha Tí Vua. Cảm ơn ngài nhiều nha Tí Vua. Không có gì đâu hai đứa. Tí Dụng dạy thân mến, cho mình nhìn kỹ chú chim biết nói này chút xíu nha. Nhìn kỹ chú chim biết nói này chút xíu nha. Hình như nó muốn nhìn kỹ cậu đó Tí Cận ơi. Tất nhiên rồi, chắc là nó chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật thông minh giống như là mình. Một sinh vật thông minh giống như mình.
Coi kìa, chú chim này có thể lặp lại tất cả những lời vàng ngọc của mình luôn. Đúng là một tấm gương sáng cho các cậu noi theo nha. Nhảm nhí hết sức. Nhảm nhí hết sức. Mình nghe đó nha, tí đồ. Có xì châm nào muốn ăn quả mọng xì châm mới ra lò không? À, có, mình nè. Mình đó. Nó thiệt đừng buồn nha, mình thấy nó hơi ngọt ngọt một chút. Đừng buồn nha, mình thấy nó hơi ngọt ngọt một chút. Đừng có xì châm về mùi vậy. Nếu các cậu không thích, mình sẽ ăn hết. Ai lỏng chua chứ cẩn. Cái miệng của cậu hại tụi mình không được ăn bánh mọng rồi đó. Ôi, Tí vua ơi, tác phẩm mới của Tí họa sĩ thật là... thật là... đầy màu sắc. Vậy, ngài biết cậu ấy vẽ cái gì không? Nó xì trên một cái gì đó, Tí cô nương. Nhưng mà ta không biết nó là cái gì. Nhưng ta không biết nó là cái gì. Xì trâm ơi, không xì trâm nào hiểu được nghệ thuật đương đại hết sao vậy? Nghệ thuật đương đại, bé tí xì trâm dễ còn đẹp hơn. Nghệ thuật đương đại, bé tí xì trâm dễ còn đẹp hơn đó. Nếu đã vậy, mọi người đi kêu bé tí xì trâm vẽ tranh cho coi đi. Từ nay mình không vẽ nữa. Thiệt là xì trâm đó anh Tí Đô, anh thiệt là khỏe. Đồ dây ô thịt bắp thích khoe khoang. Đồ dây ô thịt bắp thích khoe khoang. Làm được gì mình đâu? Theo những gì ta xì trâm thấy thì hình như các tí nhỏ bé của ta đang cư xử cực kỳ thiếu xì trâm đó. Các tí bé nhỏ của ta đang cư xử cực kỳ thiếu xì trâm. Ngài nói ai thiếu xì trâm hả? Tí dụng về, ta nghĩ Mina của con đã đủ khỏe để quay trở về rừng rồi. Sao con không xì trâm nó một đoạn ngay bây giờ? Nhưng mà Tí vua ơi, thiếu Mina thì mọi thứ sẽ không được như bây giờ. Ta chắc chắn sẽ như vậy. Ta chắc chắn sẽ như vậy. Thôi được rồi Tí vua, bọn con xin phép đi đó. Cảm ơn xì trùm, Mina sẽ là một rắc rối lớn cho chúng ta. Xong rồi đó anh bạn nhỏ, cho ta xem mày có thể bay bằng hai cánh được chưa? Bay bằng hai cánh được chưa? Ôi Tí Cận, cậu nhìn thấy không Tí Cận? Hình như nó đang bay về nhà. Cậu biết không Tí Cận, mình sẽ nhớ anh bạn nhỏ này nhiều lắm á. Thiệt là xui xẻo. Ta đã chờ cả ngày trời mà vẫn chưa thấy bóng dáng tên xì trung nào. Ô, cái bụng đáng thương của ta đang rên rỉ đây nè. Vậy còn tôi thì sao? Một phù thủy thực tập tuổi mới lớn, bụng đói mèo không được học hành gì. Hãy ngừng than vãn đi. Ta chắc chắn một chút nữa thôi, vài tên xì trung thơm ngon béo tốt sẽ xuất hiện. Đủ xì trung nhỏ xíu không đủ tôi nhét kẻ răng đâu. Tôi cần cái gì đó lớn hơn, giống như là vịt. Và đây là câu thần chú đơn giản để biến ra một con. Ribbit, ribbit. Đứng yên đó nha, ếch con. Đừng có cử động. Quẩy lên nào, biến thành một con vịt. Quẩy lên nào, biến thành một con vịt. Nhìn kìa gà mến, tôi làm được rồi. Tôi đã biến một con ếch thành một con vịt. Đứng lại, quay lại đây. Quay nào vịt. Cậu có nghe gì không hả Tí Cận? Tí dụng về, mọi chuyện đã đâu vào đó rồi. Mina đã bay vút lên trời cao rồi và nó sẽ không quay lại đâu. Quẩy lên nào, biến thành một con vịt. Coi nào, xem ra cả hai ngươi đều quá tệ trong việc bắt vịt đó. Làm sao mà bắt được, nó chạy trước cả một đoạn rồi. Vịt kìa, bắt được rồi. Không tệ lắm, phải không cảm ơn. Ta sẽ có món súp vịt để ăn trưa nay. Chị ơi, mau đem mấy con vật chân màng tướng đi lạch bạch ra khỏi đây. Ta bị dị ứng với lông vũ của loài vịt. Ông biết người ta nói gì không hả gà mên? Hai con vịt trong bao đáng giá hơn một xì trâm trong bụi. Quẩy lên nào, biến thành một con vịt. Các cậu xì trâm kìa, là con chim của Tí Dụng về đó. Quẩy lên nào, biến thành một con vịt. Coi bộ súp vịt cũng không phải là một lựa chọn tồi. Chỉ cần nhổ hết số lông vịt đó là Bình tĩnh đi gà mên, sắp xong rồi. Chà, có thêm vịt. Hôm nay là ngày may mắn của chúng ta đó gà mên. Tí Dụng ơi, chuyện khủng khiếp xảy ra rồi. Con Mina của Tí Dụng về đã biến xì trung thành vịt mến. Ôi, Tí Dụng ơi,
Quẩy lên nào, biến thành một con vịt. Ô xì trâm ơi, chuyện nghiêm trọng rồi đó. Mina đang lặp lại câu thần chú nó nghe được ở đâu đó. Ta phải xì trâm ra cách giải chú ngay lập tức. Không à, thêm vịt sao? Khi ta đang kêu tiếng vịt. Ông nhìn mà coi nè gà mên ơi, chúng ta sẽ có một đống thức ăn thừa. Số sách còn lại của ngài nè tí vua. Cảm ơn tí đồ, nhưng ta nghĩ ta đã xì trâm ra cách giải chú. Đã là xì trâm sẽ là xì trâm, tạm diệt vịt bầu trở lại chính mình. Đã là xì trâm sẽ là xì trâm, tạm biệt vịt bầu trở lại chính mình. Thiệt là xì trâm, chúng ta có thể theo dấu số lòng vịt này. Hình như có ai đó đang nấu súp đó tí vua à. Ta hy vọng đó không phải là súp vịt đó tí đồ. Cảm ơn trời, lũ gia cầm ồn ào đó sẽ sớm sôi sùng sục trong nồi nước này. Ô xì trâm ơi, lão gà mên đã bắt tất cả xì trâm, ý ta là tất cả vịt. Mà đi thôi tí vua, chúng ta phải cứu họ. Tí đồ, chờ đã. Xì trâm sao? Thấy chưa, sọt bầu, ta biết chúng ta sẽ có món xì trâm mà. Ông cứ tự nhiên, còn tôi sẽ ăn thịt vịt. Yes, không đợi nào, ta sẽ tống khứ lũ sinh vật lắm lông đó. Ê, nè. Coi nào. Đã là xì trâm, sẽ là xì trâm, tạm biệt vịt bầu, trở lại với mình. Nhưng mà mấy con vịt, mấy con vịt là xì trâm. Chạy đi, đàn vịt của ta. Cắt đi, chạy đi. Đủ theo chúng Shrubble, đừng để bọn chúng chạy thoát. Thôi dẹp đi, cảm ơn. Chính ông là người thả bọn chúng ra mà. Thôi đủ rồi tên khờ khảo kia, ta sẽ đích thân bắt bọn chúng. Ta đã bắt được bọn chúng. Xì trâm là của ta, ta đã thả chúng đi rồi. Trời ơi, xem kìa, một lão phù thủy khóc nhè. Ta cầm thù lũ xì trâm, ta cầm thù phù thủy tập sự, ta cầm thù mèo. Trời ơi, ta cầm thù, ta cầm thù. Vua vua ơi, được trở lại làm xì trâm thiệt là tuyệt vời. Xì trâm ơi tí vua, con cứ tưởng là chúng ta sẽ tiêu rời dịch luôn rồi. Dịch? Đừng nhắc tới dịch nữa. Ta chợt nhớ ra là ta hy vọng các con đã học được một bài học quý giá từ anh bạn có cánh này của chúng ta. Con biết, đừng nói những gì mà chúng ta không muốn bị lặp lại. Cậu nói đúng, tí cô nương. Tạm biệt bạn nhỏ, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại ha.